Mặc dù tôi đang thời niên thiếu, diện mạo hiền từ, lòng dễ siêu, song vì cầu kinh vượt gian khổ, A Di Đà Phật trừ ma yêu. Chỉ sợ Tây Lương vua nữ quốc bày chuyện duyên tình tuyển phu quân, phải chăng người xưa từng nhận định anh hùng khó vượt thải mỹ nhân? Mặc dù tôi đang đời niên thiếu, diện mạo hiền từ, lòng dễ siêu, song đã quyết chí tìm đất Phật, còn đâu nghĩ tiếp chuyện tình yêu. Vua nữ quốc sống tình lai láng, Tùng Hoa lĩnh gợi ý triền miên. Ai ngờ lòng tôi như minh nguyệt, trước mọi tỏ tình vẫn thản nhiên. Mong rằng Phật tổ giúp đệ tử sớm được cầu kinh nơi Tây Thiên.全无染。